Nghi xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Nghi và các cô chú anh chị ở đây tổ chức đi suối chơi. Đây chuẩn bị hành lý đi chơi quá trời luôn rồi mọi người, thịt nướng, trái cây đầy đủ hết luôn. Đây tất cả các Nghi. Và áo bơi. Đồ ăn đem theo quá trời luôn, mấy xe luôn nè. Đồ ăn mấy xe luôn nè mọi người. Ông này đúng Việt Nam luôn. Bạn cái áo giống Việt Nam mình ha, giống áo mình đi biển của mấy người bên mình á. Đúng anh rồi. Anh chào, anh nhớ xe. Này, đi tổng cộng là 4 xe hả ta? Đi 4 xe hả? Đi 4 xe. Ai cũng dẫn theo hai đứa con, Nghi thì có một Subin. Đi tổng cộng 4 xe. Đi hôm nay là đi tắm suối nè, ăn thịt nướng nè. Lần đầu tiên đi dã ngoại chung với tất cả mọi người đông như thế này luôn cả nhà. Đây là chị vợ của cái anh mà đang ấy rồi trên xe đen. Hai người này là làm chức vụ trong nhà thờ, mọi người không biết gọi chức vụ gì nữa. Đây chuẩn bị xuất phát đi chơi thôi. Mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi cuộc hành trình tiếp theo nha. Rất là nhiều chọc xe luôn. Ủa toàn nãy đi xuống đây bằng gì? Đi taxi hả? Anh nhanh nha, anh nhanh hai xe mắc cỡ nè. Vậy hả? Hai anh nha. Đi chơi mọi người ơi. Đi chơi là gì này? Bao nhiêu đồ? Quá trời đồ luôn. Như kiểu là hành trình xuất phát chuẩn bị đi cả nhà. Chia ra như mình đi 4 xe hả hả? 3 xe hả? Đây là anh xã của Hải. Hải chị. Tài xế của Hải đó. Mình đi suối đó đâu Hải? Cô Trang hả? Này giống mình đi cắm trại ha, giờ đi cắm trại, giờ đi cắm suối, tắm suối luôn á. Bữa nay thời tiết âm mưu. Hôm nay đi chơi thời tiết rất là đẹp luôn nè mọi người. Trời hôm nay không có nắng, đi chơi không có sợ bị trời nóng, trời rất là mát mẻ luôn. Mọi người thấy cảnh ở Hàn Quốc đẹp không? Đường xá rất là sạch sẽ, đẹp luôn. Bên sáng đi sớm quá trời còn sương mù rồi. Bây giờ 8 giờ sáng rồi nhưng mà thời tiết rất là âm mưu. Hiện tại Nghi và mọi người đang ghé trạm dừng chân ở đây để ăn uống nè mọi người. Đây là trạm dừng chân. Để Nghi quay cho mọi người xem trạm dừng chân ở giữa đường nè. Người ta ghé đây ăn uống rất là nhiều luôn. Đó, trạm dừng chân. Mọi người đang ra ngoài chơi.
Đôi bạn nhỏ Subin với lại con của Hải. Subin à, Masista. Bây giờ tiếp tục đi tiếp nghe cả nhà ơi. Bây giờ lên xe đi tiếp. Đây là trạm dừng chân Nun Kong Hieu Khe So nè. Bây giờ lên xe đi tiếp thôi. Bây giờ mình đi bơi. Leo lên con. Leo lên. Tới nơi là cả nhà ơi, xa xe mệt quá. Bây giờ mọi người đang dọn đồ xuống. Đây chỗ mà mình đi chơi hôm nay nè cả nhà. Trời ơi nó xa xe nó mệt. Em xe đi bị lạc đường chạy vòng vòng giờ mệt. Ông chạy lộn đường. Subin à, đi luôn. Đây cái chỗ mà mình hôm nay mình xuống đi tắm suối đây nè cả nhà ơi. Tắm suối chỗ này nè. Ở đây người ta có cho mướn phao với áo phao rồi luôn nè. Đây nước trong veo luôn nè cả nhà. Một hồi xuống dưới này tắm đây nè. Nước rất là trong. Mấy cái bàn này là người ta cho mướn hết luôn á. Mình mướn một cái bàn như vậy là mấy chục ngàn á. Đi xe bên. Bây giờ bị sai xe mặt ngáo ngáo luôn nó nhờ. Nãy mắt ói kinh khủng luôn. Subin. Hai mẹ con cái mặt y chang. Đi sai xe mặt ngáo luôn. Đi con đi nè. Rồi Subin thấy xích đu rồi đó. Ngồi xích đu hả? Ngồi lên chơi nhà mình đi xuống dưới đây người ta đợi nè con. Đi nào đi. Hãy lấy xuống. Đi không cho. Em mẹ quay. Đây. Chị ta nhỉ. Ừ, đi xuống. Nó mù sâu à. Mù sâu à. Mặt đá thì đi nó sợ. À, đây. Wow, mọi người đang chờ đằng đây. Ở đây có một cái phao to luôn. Mọi người đang tắm một cái phao to luôn nè. Wow. Phao to khổng lồ. Đi Subin. Đi con Subin nào đi nè. Đây. Trời ơi xuống tới nơi mệt kinh khủng luôn. Nước suối nè cả nhà. Mori Mana. Đi tắm suối. Nó một hồi ngồi chỗ đó tắm như thế đó. Mọi người đã đông đủ rồi. Đó chuẩn bị xong hết trơn nha con trai, chuẩn bị xong rồi hả? Ai Kibuta. Sao có súng nước luôn hả? Em mang đi mà. Dạ hả? À đừng đụng của em con. Đây, Subin. Giờ chuẩn bị thay đồ đang đi xuống bơi. Thay đồ đi vào trong đây. Đi xuống tắm con đi. Đi xuống đây mày nhận xong. Cầm xuống bên kia,
Rồi đi xuống dưới tắm với mấy anh này. Đi. Ừ. Đi mơ dưới này nè. Rồi xuống. Nước lạnh nước. Nước lạnh hả? Nước lạnh lắm hả? Áo hả? Áo ở nhà đem đi á. Hả xưa? Xin bên xuống nước tắm không? Đi xuống em. Hả xin ban bê nha. Xin ban bê. Xin ban bê là emo. Anh đi tôi cho xe anh đi. Xin bên. Subin이 안에 누구 태코 들어가야 되지? 근데 어. 신발대? 응? 신발대? 됐다. 어. 신발 샌들 신고 들어가야 되지 싶은데 저기 발 아파서 안 돼. 샌들 신어. 신켜. 아니 언니 신발 그냥 신들 신켜. 양만만. 예. 아, 아. 내려가. 혼자 들어가면 안 되는데. 네? 어? 아. 신발 줘, 신발. 나, 수빈아, 이거 신발 신어. lần đầu tiên Subin nó được đi bơi ở suối luôn á, bà cô chú ơi. Subin à, thích không con? Chơi miss đó. Subin. Hey Subin. Subin, 밖으로 나가. 어? 아니. 돌아방으로. Gì mà lai hai chim hay mày vậy? Đâu chỗ anh nhìn. Thank you.
nghe được chưa nghe